Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô món cho một chiếc bánh bàn trà cùng bánh gato. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để hoàn thiện bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. À, ok, bắt đầu. Ai 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 ai, mệt quá. Ủa, sáng nay shipper không thèm gọi tôi, chỉ nhắn một câu em gửi hàng của chị vào 2805 nhé. Không đồng nó. Ờ, không thèm gọi mà. Nhưng mà không phải anh Cao. Thì tạo này anh Cao không làm sao, toàn thằng nào nhắn, toàn nào gọi điện. Đặt cái đấy là bọn khác. Chắc phải đi anh Cao. Đặt cái đấy bọn khác nó giao mà. Ờ, Shopee mà má. Ừ. Ủa là sao, bình thường Shopee của tôi là anh Cao giao mà, tôi là lưu số điện thoại. Tùy cái loại mình đặt ạ. Nó giao hàng gì ạ? Ừ. Ở tôi này nó từ nhà trời. Nhảy cái này. Rồi ôi. Bắt thôi rồi, đéo biết đường về luôn rồi. Cày 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 cày. Mình mỏ ngón tay lắm rồi mọi người ơi. Mình đã chính thức dùng món khác để di chuyển nha. Ê sao lại ra núi băng là sao? Khác nào mình về nhà. Đấy, khác nào mình trở lại cái chỗ cũ. Poster đẹp trai thật, nhưng mà càng lớn lên càng không đẹp trai nữa. Em nói hả? Chờ anh ra thằng Poster đó. Đưa cái gương này thật mà. Hiểu ý. Anh ơi, em thích cái váy đấy, với cái áo đấy. Chứ mua hôm qua em cho anh xem á. Cái đấy mặc đi cà phê là hết sợi luôn. Tất cả gì là trên đi kia. Trời, cái áo cái áo cuối gen á, áo đêm này. Anh bảo cuối tháng. Uầy, thả thì ngồi gà đi. Em vừa nói gì không? Kim Sung Hoon. Thôi, quả này nhất là hy sinh nha. Mình chấp nhận, vứt bỏ tất cả. Mày này đi. Mày này đi. Chán rồi. Mình đã như này lắm rồi anh em. Ai cho tôi cái động lực đi. Cảm giác là bơi cái kia nó không bị mất thể lực thì sao?
Ok. Thứ ta cần là cây anh đào, chỉ cần thấy chỗ có cây anh đào là biết là sao phải rồi, đó là cây rừng đấy, cây là không được phải rồi, cây rừng không ở trong từ điển. Tất cả vào tiếng Anh như trước. Ok mọi người. Thế giới này nó nhìn tròn phải đẹp không? Dễ tới đi cực. Mở mắt tay kinh luôn. Ê, cái khu này nó quang quang lắm nè. Ok, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong. Mình gửi cho mọi người, mình xin hoàn thiện nốt nha. Khu đất hiếm á. Khu đất hiếm thì chỉ cần nhắn viên được nào. Đất hiếm là bên phải à? Thế thì cứ dọc theo bên phải, bên trái là về nhà. Thế không vậy? Bình thường đất hiếm thì sẽ... Cho được, mình đi dẻo dẻo bên phải đi. Chưa thấy cái việc quen, không có thấy cái cây hiếm thì là có hy vọng, nhưng mà cái này không hy vọng. Rồi em mọi người nào thì chưa biết rồi. Cái
Cái gì? Cái gì? Ok á mọi người. Mọi người tôi ngồi cho mình nha. Ờ? Vô nha mọi người. Cái gì vậy? Bộ cái chỗ này chỗ mình vừa quay đầu mà. Sao vậy? Vãi, các phương anh lại đi Phú Quốc. Nhưng đi với người yêu. Mẹ chúng nó làm 100 triệu một tháng chả thế. Em nói như nói chẳng. Nếu Phú Quốc có em muốn đi. Sell anh. Không phải sell mà làm quảng cáo trên Facebook. Ừ kia cái đấy quảng cáo trên Facebook à? Ừ, nhưng mà công ty nó cái gì không biết được. Có cái này nó ăn theo doanh thu. Đấy là 100 triệu là nó không làm, nó chỉ làm đủ target thôi đấy. Còn nó làm chơi chơi bình thường cũng đã được 30 triệu rồi. Tại là rồi, tất cả tại giấc ngủ thế này. Làm được cái nữa là mình vừa đi hay mình vừa về. Kể cả nó không đi làm, nhà nó cũng giàu sẵn. Cũng đúng. Chắc là mình đã từng đi qua người làm này. Vấn đề nó nằm ở chỗ là người làm này. Yo nha. Người làm này mà còn bước là chắc chắn mình làm. Đúng quá con thật ạ. Tôi toang rồi anh em ơi. Chết rồi. Không quên mất. Đấy rồi, cứ thế mà đi ăn trộm đi thôi. Cái vô nha mọi người. Vô nha. Cái
Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người.